Hồ kính bỗng dưng bị xì nước, trị bằng cách nào? Đầu tiên, hãy đánh dấu chỗ rò rỉ lại, rút hết nước ra. Nước bị rò rỉ, khả năng cao là do keo bị co ngót, trám không kín, độ bám kém. Trường hợp này thường xuyên xảy ra khi sử dụng keo dởm, keo giả, keo nhái. Hãy cạo bỏ đường keo dởm này đi. Lau chùi, vệ sinh hồ thật sạch, đảm bảo không còn bám bụi hay dầu mỡ trên khu vực cần mấn keo. Bạn có thể dán băng keo giấy hai bên để có đường keo đẹp, chừa một khoảng 6mm ở giữa. Dán hồ kính có ngay vua keo kính Apollo A300 tựa vòi keo vào góc hồ, bắn một đường keo thẳng đều. Dùng miếng nhựa có góc tròn như thế này, vuốt một cái là bạn sẽ có đường keo chống thấm tuyệt đối, theo phong cách truyền thống tiêu chuẩn. Còn nếu hồ của bạn là hồ kính dấu keo thẩm mỹ, hãy dùng góc vuông của miếng nhựa để vuốt. Dù trông như đã cạo sạch keo, keo vẫn có thể trám kín vào các khe hở. Lột bỏ băng keo giấy, để yên cho keo khô. Keo Apollo A300 thuộc loại keo acid rất nhanh khô, nhưng để đạt được hiệu quả tốt nhất, hãy để keo nghỉ 24 tiếng. 24 hours later. Bạn đã có thể bơm nước vào hồ và sử dụng. Ngoài cách trám kính trên, bạn còn biết cách trám nào hữu ích chứ? Chia sẻ với Apollo Silicon nhé. Vào ngay trang của Apollo Silicon để xem thêm các video DIY cực chất. Một lần chạm là một đời gắn kết. Apollo Silicon, chất keo cuộc sống.